Kênh báo nói kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần 3 của kỳ án Nam Cam Tái hợp với nữ chúa Lệ Hải Đầu năm 1975, sau sự thất bại ở mặt trận Tây Nguyên, Bình Trị Thiên Chiến sự lăn nhanh tới vùng Đông Nam Bộ Báo hiệu sự thất bại của chế độ Cộng hòa miền Nam, Việt Nam Nam Cam, một hạ sĩ lái xe nhưng chẳng bao giờ có mặt tại đơn vị Bị buộc phải ra căn cứ quân vận ở Long Bình trình diện nơm nớp lo sợ cảnh phải cầm súng để bắn nhau y chuồn khỏi đơn vị như hầu hết các vị chỉ huy của mình y về đến nhà vào chiều ngày 29 sáng 10 tháng 4 để tìm ra bến tàu do giảm cách di tản khỏi Việt Nam nhưng bên cạnh y cả bầy con nên việc rời quê hương là điều quá sức với tên cờ bạc chuyên nghiệp như y Tân là vợ của đại ca thai khi còn hưng thịnh được đàn em tôn sùng đặt một cái tên khác là nữ chúa lệ hải sau khi đại ca thai chết, đàn em tan tác ở khắp nơi như gà lạc bầy. Nữ chúa lệ hải, mất ngôi, trở thành mụ đàn bà sa cơ thất thế, sống ngoài vòng pháp luật ở khu vực Cầu Ván, bên quận Tư. Năm cam đến sào nguyệt của nữ chúa lệ hải, đem suy nghĩ của mình tâm sự với đàn chị, rồi đề nghị lập một liên minh làm ăn. Mụ ta vạch ra cho Năm Cam, tổ chức sòng bạc, chỉ huy đàn em bảo kê, cho vai nặng lãi, chăn gắt giái mại dâm như trước đây thì không thể nào tồn tại được vì công an ở chế độ mới trắng hơn chế độ cũ rất nhiều. Nam Cam im lặng suy nghĩ, mụ đưa ra chiến lược đầu tư bỏ vốn, mở nhà hàng bia ôm để làm bình phong tổ chức sòng bạc sẽ an toàn hơn. Ngoài ra, để tạo bình phong và tạo thế làm ăn đặc biệt vào những dịp lễ Tết phải mời cho bằng được những người có vị trí quan trọng trong xã hội đến chơi bời, ăn uống khéo léo tung tiền mua chuột viên quan nhà nước và có quyền lực bằng những cổ phần khống tại các nhà hàng để tạo thế lực. Nam Cam gật gù tâm đắc nghe lời của nữ chúa lợi hại. Vẫn đến, Lý Đôi là tai kỳ bẻo hết sức quan trọng và lợi hại. Trước giải phóng, hắn làm cắm sườn của sông Bạc Sơn Đảo. Nghe chuyện cũng đến gặp Nam Cam đề nghị cho đầu quân lý đôi gia nhập vào hàng ngũ tâm phúc của năm cam cùng những cái tên như sáu nhà thảo ma ba mạnh thành đô la thọ đại úy luôn điếc mười đen bằng kinh nghiệm của mình lý đôi tham mưu năm cam tổ chức lại những sòng bạc di động và lôi kéo tai con bạc về chơi ở sòng bạc năm cam đông nườm nượp như trẻ hội để che mắt chính quyền địa phương năm cam hùng một ít vốn với mười đen tên giang hồ trẻ tiền ở Bình Thạnh để mở một cửa hàng kim điện khí máy ở số 49 đường Huỳnh Thúc Kháng để hợp thức hóa việc kiếm tiền phi pháp của mình. Với cặp mắt tinh tường của một tay trùm cờ bạc, Nam Cam biết phải dùng 10 vào việc gì cho hợp lẽ. Nam Cam bàn với 10 xuất vốn cho hắn để cho vai nặng lãi kiếm lời. Khi đó, ở chợ trời Huỳnh Thúc Kháng có kiểu vai nóng, trả vốn và lãi trong ngày. Dựa vào uy tín của anh Năm, Mười Đen cho vai kiểu chợ trời, huỳnh thúc kháng nên cũng nhanh chóng khá giả. Có tiền là có uy tín, chịu chi là có đàn em. Mười lập tức có dưới trướng một loạt tay chân, sừng sỏ nhất trong S... sừng sỏ nhất trong số đó là Hòa Búa, kẻ sẵn sàng lăn xả gánh vác vào việc đụng chạm tha cho đàn anh, nhưng thiếu đầu óc để có thể phát triển thành một thủ lĩnh đáp lại, mười nhận ra uy quyền và thực lực của Nam Cam, nên gã vẫn cố gắng chứng tỏ cho ông thầy của đàn anh mình rất biết điều và biết rõ ai mới là minh chủ. Những năm sau giải phóng, đi theo thủ thuật làm ăn do nữ chúa lệ hải vạch ra. Nếu khách đến ăn nhậu là những người có quyền thế hoặc có chức sắc. Nam Cam cặp trong nách chai rượu ngoại, tay cầm cái ly thủy tinh mới toanh, đôn đã mời chào, giao lưu hữu nghị. Cách giao tiếp hiếu khách như thế tạo cho Nam Cam mối quan hệ rất rộng với những người có địa vị trong xã hội. Từ lúc phải gồng gánh, xoay sở, lo kinh tế cho gia đình, với liên minh ma quái của nữ chúa Lệ Hải, Nam Cam đã phức lên nhanh chóng nhờ cho vai nặng lãi, tổ chức sòng bạc, hoạt động bảo kê đã giúp cho Nam Cam mua chuộc và quan hệ với nhiều lãnh đạo bằng đồng tiền bẩn. Qua đó, Nam Cam đã đạt được mục đích là biến những quan chức thành công cụ gắn liền với hoạt động ngầm của hắn. Sông bạc lớn nhất của Nam Cam mở trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, với sự bảo trợ tầm xa của Sáu Ngọc, tức là Dương Minh Ngọc, trưởng phòng cảnh sát hình sự lúc bấy giờ. Còn có cả Trần Lệ Nguyên, giám đốc công ty Kinh Đô, là con bạc tiền sâu 10 ngày được 1 tỷ 200 triệu đồng. Danh sách thọ lãnh tài vật do Nam Cam trực tiếp đưa ra tăng lên đến cả chục người trong đó có một số công ích là công an. Nhờ có tiền và quan hệ trong giới giang hồ lẫn quan chức, Nam Cam khéo léo luồn lách thành đặc tình cấp 3 của công an, để rồi từ đó giúp sức đắc lực cho Dương Minh Ngọc ở BC14, Nguyễn Mạnh Trung nổi tiếng về điều tra trọng án ở BC16, triệt các băng nhóm tội phạm cộng cán khác. Rồi hàng loạt lính ruột của Sáu Ngọc cũng nhận tiền của bọn Nam Cam với một nụ cười biết ơn. Theo gương các ông anh, cả các trinh sát dạng dày nghiệp vụ cũng ngã quỵ trước viên đạn bọc đường được nã ra liên tục từ bàn tay của ông Trùm. Hoàng Tân Việt, cục phó C14B do quận Bách cũng đã nhận tiền từ tay Hiệp Phò Mã, con trẻ của Nam Cam, không biết là bao nhiêu chiếc phong bì. Chưa vừa ý, ông ta còn mượn cớ sửa nhà để vay tiền của Nam Cam, dĩ nhiên không bao giờ hoàn trả lại. Bà Lâm, đội trưởng đội cảnh sát hình sự quận 3, được Nam Cam nhận làm đệ tử thân tính nhất của Y. Trong thời gian đó, quy mô nhà hàng karaoke thành vi lớn vào bậc nhất nhì thành phố của Châu Đức Nghĩa với hàng loạt mỹ nữ cũng khiến Nam Cam chú ý. Ba Lâm và Nam Cam tới nhà hàng của Châu Đức Nghĩa. Nghĩa tái mặt, gã không ngờ gã đàn ông có dáng vẻ của một ông chủ bằng bia với mái tóc bùm bê úp sát vào hai bên thái dương đang ngồi hát karaoke bằng chất giọng của một chiếc lo tồi ngắm nước trước mặt mình là năm cam ông trùm của những ông trùm nghĩa xuân xoe dạ hân hạnh được biết anh năm em xin được mời anh năm chay rượu nhưng năm cam khoát tay rồi tiếp tục ca hát một cách say sưa sau đó nghĩa đề nghị em rất muốn được hợp tác làm ăn với anh năm năm cam tỏ ra hiểu ý gật gật đầu bảo nếu em không chơi ít, anh Hùng 20.000 đô. Nghĩa bảo, tiền bạc không quan trọng, quan trọng là anh thương em Út, hỗ trợ cho em Út làm ăn mới là cái chính. Năm Cam gợi ý, nếu như vậy, em cho chú Ngọc bên BC14 Hùng 20.000 đô được chứ? Sau cuộc giao kèo, Năm Cam xuất tiền, Hùng mua 3 căn nhà mặt tiền ở đường Nguyễn Tất Thành, nơi trước kia là một lò bánh mì lớn trong khi sửa sang cho hoàn chỉnh, chi phí phát sinh nhiều, ngốn sạch vốn của Nam Cam. Khi đó, Tùng là nhân vật khá có thế lực trong ngành công an, cho Nam Cam vay 100 cây vàng với mức lãi hai cây một tháng. Nam Cam coi như một cách hối lộ hợp pháp và vui vẻ với việc vay mượn một nhân vật hứa hẹn sẽ còn leo cao hơn trên nấc thang quyền lực. Từ đó, nhà hàng, khách sạn của Nam Cam khánh thành với sự ủng hộ tuyệt đối của các giới chức có liên quan với Nam Cam và của giới giang hồ xã hội đen ở Sài Gòn. Không những mua chuộc giới quan chức, Nam Cam còn không ngừng thu thập mảnh tướng, làm tay đao, tay kiếm cho tập đoàn, tội phạm đang ngày càng lớn mạnh của Y, tạo thành thế lực gần như bất khả xâm phạm, xưng hùng ở đất Sài Gòn trở lớn. Nguyên tắc làm giàu của ông Trùm Nam Cam với năm cam, nguyên tắc làm giàu của y là việc gì có lợi để kiếm tiền là chẳng bao giờ từ chối. Thời thơ ấu, y là trái cam, cha y là quả bưởi cho người ta vắt. Giờ khi ở đỉnh cao của quyền lực thế giới ngầm, bọn du thủ du thực ở Sài Gòn là những trái cam bị y vắt đến sức cùng lực kiệt để đưa vào những cuộc thanh toán hoặc ném vào các trường, trại, làm đá lót đường tạo thành tích cho bản thi đua của những ông anh đương nhiệm là cán bộ công an thành phố uy lực trong giới giang hồ của Nam Cam ngày càng được củng cố, còn uy tín với giới các quan chức đỡ đầu cũng vì thế mà ngày càng lên cao. Ông Trùm bắt đầu được giới giang hồ Sài Gòn biết đến như đặc tình của công an. Nam Cam mua chuột báo chí Trước năm 1975, nhà báo Huỳnh Bá Thành, nguyên tổng biên tập một tờ báo ở thành phố Hồ Chí Minh, nổi danh về vẽ biếm họa ở báo điện tính, chọc khuấy Mỹ Thiệu với cái tên ngắn ớt Ở cương vị lãnh đạo cao nhất của một tờ báo, anh Ba ớt giới thiệu Nam Cam với các thuộc cấp như một người bạn thân. Nhà báo Huỳnh Bá Thành qua đời ở tuổi 49 sau một cơn nhồi máu cơ tim năm 1992. Quang Thắng, phó ban bí thư của báo này, được giao nhiệm vụ điều tra, viết các bài báo về đề tài chống tệ nạn xã hội trên địa bàn. Từ năm 1989, Thắng quen biết Nam Cam, từ nhà báo Huỳnh Bá Thành. Là người làm báo lâu năm, rất âm hiểu với giang hồ Sài Gòn, nên không lạ gì Nam Cam. Lúc đầu, thắng quan hệ với Nam Cam cũng chỉ ở mức chơi cho vui, chứ chẳng hề nhờ cậy gì nhau. Tuy nhiên, bằng tiền bạc và qua thời gian, cuối cùng thắng cũng bị Nam Cam đánh gục. Năm 1993-1994, tại quán ăn ở đường Lê Quý Đôn, quận 3, Thắng nói với Nam Cam là còn nhiều tài liệu về việc Nam Cam tổ chức đánh bạc ở quận 4. Để đổi lại sự im lặng, Thắng gợi ý Nam Cam phải thường xuyên rủ Thắng và bạn bè của Thắng đi nhậu tại các nhà hàng như Hoàng Mỹ ở đường Trần Quang Khải, Cúc Phương ở đường Conmet. Một nhà báo khác là Hoàng Linh, chết mê chết mệt hai chị em Tường Vi và Tường Vân, vốn là hai đào bán bia ôm trên đường Trần Quang Khải. Biết Hoàng Linh là phóng viên, Tường Vi tung đòn mòi chài bằng những thứ thượng đế hào phóng ban tặng cho mình. Sau những lần thề non hẹn biển, được năm cam tác hợp, đôi trai tài gái sắc quyết định gá nghĩa. Tường Vi thôi kiếm sống bằng nghề, buôn phấn bán hương, nhưng lúc nào cũng ăn diện đồ hiệu, sống như một nữ quý tộc. Từ lúc đeo Tường Vi vào cổ như cái gông, Hoàng Linh bắt đầu rủ rê, lôi kéo nhiều nhà báo khác vào liên minh ma quỷ để khi cần sẽ viết bài nệnh chí tử năm cam. Hay có thể là đóng vai người tốt để đứng ra dàn xếp dập tắt những thông tin bất lợi nếu năm cam tỏ ra biết điều. Bẻ công ngồi bút, họ đã trở thành những bằng hữu thân thuộc của năm cam. Viết mãn đề tài nội chính, Hoàng Linh quan hệ khá mật thiết với Nguyễn Mạnh Trung, Phó phòng Cảnh sát điều tra, phụ trách trọng án. Được Mạnh Trung cung cấp thông tin để viết bài, Hoàng Linh biến thông tin tư liệu thành những bài báo không được đăng nhưng vẫn nhận được tiền nhuận bút của Nam Cam. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 3 của kỳ án Nam Cam. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần 4 trên kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!